Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất bổ sung gần 550 ha đất vào kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn từ năm 2021 đến 2025. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, các dự án nhà xã hội, nhà ở công nhân có tổng diện tích gần 550 ha được đề nghị bổ sung vào kỳ điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn từ năm 2021 đến 2025. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận huyện đã đề xuất 13 khu đất để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Trong đó, 5 khu được Sở đánh giá phù hợp với kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm của thành phố về các tiêu chí như quy hoạch chi tiết, kết nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại khu vực. Sở cũng rà soát và đề nghị bổ sung 21 vị trí phù hợp để xây dự án nhà xã hội, nhà lưu trú công nhân. Tổng cộng có 26 khu đất với diện tích gần 550 ha được Sở Xây dựng kiến nghị bổ sung vào kỳ điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2021 đến 2025. Trong đó, khu vực nội thành hiện hữu, các quận 4, quận 8, Bình Thạnh, Tân Bình có 4 khu đất với diện tích gần 11 ha. Khu vực nội thành phát triển, các quận 7, quận 12, Bình Tân có 6 khu đất với diện tích gần 15 ha. Khu vực huyện ngoại thành, các huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi có 10 khu đất với diện tích khoảng 188 ha. Ngoài ra có thêm 6 khu đất tại thành phố Thủ Đức với diện tích hơn 334 ha. Mục tiêu của thành phố theo chương trình phát triển nhà ở giai đoạn từ năm 2021 đến 2030 là xây dựng 93.000 căn nhà ở xã hội, cao gấp 1,3 lần chỉ tiêu Thủ tướng giao trong đề án xây 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn từ năm 2021 đến 2030. Sở cũng đề xuất điều chỉnh vốn ngân sách phát triển nhà ở xã hội từ gần 1.200 tỷ đồng lên gần 3.800 tỷ đồng. Những năm gần đây, tốc độ phát triển nhà ở xã hội của thành phố khá chậm. Tổng diện tích xây dựng từ năm 2021 đến tháng 6 năm 2023 mới đạt hơn 30% chỉ tiêu đề ra đến năm 2025. Trong đó, nhà ở xã hội phát triển gần 33.000 m2 sàn mới chiếm 1,3% so với chỉ tiêu đề ra. Quý anh chị có nhu cầu quan tâm về việc thuê đất, thuê nhà xưởng, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 088 808 9696 để được tư vấn.